ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចុះអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយពីការលិចទឹកប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យនិងជាម្ចាស់ផ្ទះកំពង់លិចផងនោះលើកឡើងថាពលរដ្ឋពុំត្រូវការអំណោយអ្វីឡើយគ្រាន់តែចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយរំដោះទឹកស្អុយទាំងនោះចេញដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅតំបន់ដែលកំពុងលិចលង់ទាំងនោះបាន លោកសុនជ័យបន្ថែមថាបញ្ហាទឹកជន់លិចនេះបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងដូចជាបឹងទំពុននិងបឹងជើងឯករួមទាំងបឹងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យទឹកពុំអាចហូរទៅបានរួចអាចបំផ្លាញមនុស្សវិញ Young dân dân mưa tới hay ram mau hay nâu lại mê đó nó cứ rôm rứt ở sầm ram mau hay bị thua xe ai cho hầu dượt bộ rác rồi nơi bộ rây bị phục thầm mây phá lâu vệnh sẽ lục ôm chắn thì ông ta thả thuộc bây chìa bộ miền phliền thả lẽ có tức nơi ta chôn lích nơi đầm bòn nụ thử ở bạc bó đón múc rồi bó lúc chìa khẳng lục thả bị mốn lục thua bộ rộng bạc chùm nô bàn bì mùi xanh từ bì xanh riêng khăn mùi thang ấy Tại bánh hà tức chôn lệnh này, thuở lúc bắt bóng bạc chấm nấu xâm rạp cột cung chỉ vượt hiếp khăn ông cổ xa. Sắp ngày một bộ hồ xí đến một lời nâng, chọc lời nâng đó tức bình lịch chẳng viên của ba rô xí. Lớ buồn đọc ngày ấy tức một toàn khuyên xó tâm xó bán mà. Hãy kìm đó mà tức không? Đăng giang mà trong cả rô xí sắp ngày viên của ba lãng đá tức lịch ấy ở miền rồi cả xó. Bình dây của ba nâng viên của ba viên đôi đo tầng hào viên ọt phót ọt xua chứ đôi gặp viên tức cốt chắc ấy này. Đó là bên này nó bóng mô tôi bật tóc bóng bóng tức nâng bóng. Chúm nâng tức phiên mùi rì dạp bê lục nì. បានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់ចំនួន36នាក់ពលរដ្ឋជាង46000នាក់បាត់បង់លំនៅឋានលិចលង់សាលារៀនជាង9000កន្លែងនិងបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋរាប់សែនហិកតាព្រមទាំងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតចានិកខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន